Rất cảm ơn khán thính giả dưới màn hình để xem phần 3 còn lại của chương trình bình luận thời sự của Vicow TV cho ngày thứ hai, 23 tháng 9 năm 2019. Chương trình này phát trên hệ thống của Vicow TV và đồng thời là trên YouTube, khán thính giả cũng có thể vào xem. Trong phần 3 này chúng tôi thấy là cái thái độ của Mỹ gần đây lại là có tính cách đặc biệt đối với vấn đề cái bãi Tư Chánh và có lẽ là binh vực Việt Nam. Thì cái điều này lần đầu tiên một cái người phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông David Stilwell, ông đã điều trần trước cái Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện ngày 18 tháng 9 vừa qua. Và lần đầu tiên ông điều trần mà ông nói rõ tới cái vấn đề cái bãi Tư Chánh và ông nói Trung Quốc và Việt Nam. Thì cái thái độ của Mỹ lên tiếng nói gì cái đó khiến chúng ta hiểu tại sao. Bởi vì hiện giờ bên kia Trung Quốc đã xác nhận là có quyền khai thác cái bãi Tư Chánh và Việt Nam đã chiếm cái hải phận của Trung Quốc. Họ nói một cách lật lọng như vậy. Và ông David Stephen, ông đã nói cái này là Trung Quốc lấn lướt cái chuyện đó mà nói trong cái bữa điều trần. Thì mình thấy cái chuyện đó nó xảy ra như thế nào? Bởi vì khi mà Trung Quốc đã đưa cái Hải Dương tới thì họ không nói gì cả. 981 rồi Hải Dương 8, họ chỉ đến là họ về. Nhưng mà giờ này họ xác nhận là cái bãi Tư Chánh là của họ. Họ lại tố cáo Việt Nam đã xâm lược vào cái vùng của họ. Họ trước đây họ nói dọa với Mỹ rằng là Mỹ đã phải rút cái giàn khoan của ExxonMobil về. Thì cái điều đó thấy là họ đi gần tới, do đó có lẽ chúng ta đoán là vì thế cho nên Mỹ lên tiếng và nói đích danh Việt Nam cũng như Trung Quốc. Cái điều này nó có lợi cho Việt Nam hay không thì mình cũng chưa biết. Hay là một cái lời nói có tính cách đại bôi, nói để mà cho có mà thôi. Bởi vì chúng ta tới giờ này đó thì theo cái tình hình mình nhìn cái đất nước Philippines, ông Duterte từ khi ông lên tới giờ này, ông đi tới đi lui nhiều lần tới Trung Quốc Bắc Kinh, ông được liên hệ với Mỹ. Nhưng mà ông đã nói rằng là tới lúc không có thể tin được Mỹ được nữa. Tại vì Mỹ không có bảo đảm được cái vấn đề là đối với các quốc gia ở cái vùng này. Mỹ tới rồi Mỹ đi và Mỹ cũng không có cái gì để mà cho người ta tin tưởng được. Do đó người ta nghi ngờ là ông Duterte, tổng thống của Philippines, tới lúc ông nói ông phải chuyển trục, không còn đi dây đối khi nói lui tới Trung Quốc, tới Mỹ mà bây giờ đi hẳn. Bởi vì Mỹ có những cái lời nói như vậy nhưng mà thật sự Mỹ cũng không có những cái hành động gì để mà bảo vệ cái quyền lợi. Trước đây ông phó tổng thống tới ASEAN cũng nói rằng là lên án cái vành đai một con đường là một cái bẫy nợ và hứa hẹn sẽ đưa tới cho cái chuyện bảo vệ cho cái vùng này, nhưng mà cuối cùng rồi không làm gì được. Ngay cả chúng ta thấy một cái quốc gia Đài Loan, bây giờ những cái nước mà Solomon, cái đảo đó bây giờ cũng từ bỏ Đài Loan, Mỹ cũng không làm gì được cả. Người ta thấy như vậy thì cái chính sách của Mỹ đối với ông Donald Trump và đặc biệt là đối với ông Donald Trump đối với Trung Quốc, đối với Việt Nam nhiều nước, là tại vì ông Trump đưa ra cái chủ trương là American First, tất cả vì quyền lợi của nước Mỹ. Do đó ông không vì cái vấn đề này mà ông can thiệp vào cái Biển Đông, tới lúc mà họ đã đuổi luôn cái giàn khoan của Việt Nam đang khoan ở Tư Chính. Và cái điều đó mình thấy rằng nó càng cho người ta thấy thêm một cái nữa là khi xảy ra cái vụ chiến tranh xảy ra ở cái vùng vừa qua, khi mà Iran tấn công vào Ả Rập Saudi, cái đó là trực tiếp hay là quyền lợi của Mỹ, mà Mỹ cũng nói là cái chúng tôi không có can dự vào và nói rằng là giải quyết hòa bình và vấn đề trừng phạt và thôi. Do đó chúng ta thấy là Mỹ hình như là đối với ông Donald Trump, cái xuyên suốt của ổng là không can dự vào và rút về để lo cho nước Mỹ trên hết. Và ổng nghĩ làm như vậy là đáp ứng cái quyền lợi của Mỹ và để cho ngay cả đồng minh của Mỹ là các cái nước NATO, EU, Canada đều là ổng giải quyết như thế. Do đó trở về cái vịnh Tư Chính thì phải nói rằng là khi ông David Stilwell ông tuyên bố như vậy thì người ta nghi ngờ rằng là cái điều đó chỉ là đãi bôi.
chúng ta thấy Việt Nam cũng không có nồng nhiệt về cái lời tuyên bố. Và gần đây Việt Nam chúng ta thấy cũng không có nồng nhiệt lắm về cái vấn đề đối với Hoa Kỳ để mà hy vọng có giải quyết vấn đề là Biển Đông. Chưa đến nỗi như là ông Duterte của Philippines nói rằng là chúng tôi xây trục sang Trung Quốc, thưa anh Nguyên Huy. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái lần đầu tiên của một ông Thứ trưởng Ngoại giao á, từ ngày ông nhậm chức đến giờ thì ông đã ra Quốc hội, ông điều trần. Và điều trần trước Quốc hội đó thì ai cũng biết rằng là Quốc hội là một cái nơi mà có thể là có những cái tiếng nói, quan điểm thì nó ảnh hưởng đến những cái đường lối về chính sách của Bộ Ngoại giao cũng như là của Chính phủ Hoa Kỳ. Ở đây á, ông ấy đến ông điều trần để ông nói rõ về cái tình hình Biển Đông như thế nào. Và ông vạch rõ rằng là cái tình hình Biển Đông sau đệ nhị thế chiến, tất cả những cái quốc gia ở cái khu vực này thì đã thoát ra, dần dần thoát ra được khỏi cảnh nghèo đói, đi dần đến trật tự, đi dần đến sự phát triển. Đùng một cái, ông Trung Quốc bây giờ đưa ra một cái đường lưỡi bò và đưa ra một cái tham vọng là tất cả những cái phần đất, phần biển ở gần Trung Quốc đó là trở thành một cái phần biển của Trung Quốc, không phải không cần nói gì cả để có sự tranh chấp với các quốc gia mà trong khu vực. Vì thế cho nên là nó làm mất cái trật tự ở cái khu vực này, nó làm mất cái sự mà tiến bộ của khu vực này. Và vì thế cho nên đối với Hoa Kỳ là Hoa Kỳ không chấp nhận được cái chuyện đó. Đó là tất cả cái nội dung cái cuộc điều trần như vậy. Thì người ta mới phân tích là tại sao là phải có một cái cuộc điều trần này. Và người ta nghĩ rằng là đối với Quốc hội, tất cả những cái dân biểu, thượng nghị sĩ, hạ nghị viện, vân vân đều hiểu cái tình hình Biển Đông hiện tại bây giờ. Nhưng mà có nhiều người, nhất là phía Dân Chủ, thì lại cho rằng là cái tình hình Biển Đông hiện tại bây giờ sở dĩ nó gay cấn căng thẳng như vậy là bởi vì Tổng thống Donald Trump đã buộc cái vấn đề đó vào cái cuộc thương chiến với, chứ không phải là để tách riêng ra. Vì thế cho nên mới cần có một cái sự mà điều trần để cho nó rõ và dứt khoát như thế này. Đây là một cái chính sách của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, thưa giáo sư. Qua đến một cái chuyện này, Trung Quốc thật sự có bị ngấm đòn thương chiến hay chưa? Thì đây là một cái điều mà người ta thấy rằng là đi tìm những cái sự việc để mà giải thích cái chuyện này thì nó cũng dễ thôi. Và một số nhà báo vừa qua đó thì đã đưa ra những cái kết luận là bây giờ chúng ta thử nhìn xem trong 7 cái thành phố, cái tỉnh của lớn nhất của Trung Quốc bây giờ về phía đông, tức là những cái tỉnh mà được gọi là phát triển cao độ về vấn đề kinh tế, cũng như là những cái tỉnh mà coi là những cái cốt cán để cho nền kinh tế Trung Quốc và trở thành một cái đất nước kinh tế hùng mạnh và có thể là làm chủ nền kinh tế thế giới. Thì cái 7 cái tỉnh đó thì bây giờ đã có đến 4 tỉnh là thấm cái đòn. Thấm đòn làm sao? Thì đây là một cái sự phân tích của các nhà phân tích về kinh tế. Thứ nhất là về cái tỉnh Đại Liên. Thì cái thứ hai là cái tỉnh Giang Tô. Và cái thứ ba là cái tỉnh Cát Lâm. Cả 3 tỉnh này bây giờ cùng thi đua nhau để mở những cái trung tâm thương mại lớn và mời bên phía Nhật Bản, các công ty Nhật Bản vào đưa hàng vào để trình bày những cái sản phẩm của mình. Nhật Bản đáp ứng rằng là như riêng ở Đại Liên á, thì đã có 1.550 công ty của Nhật Bản tham dự vào cái chuyện này. Và vì thế cho nên ở Đại Liên á, thì đã dành riêng hẳn một cái nhà, một cái tòa building thật lớn 4 tầng để mà trình bày tất cả những cái hàng hóa, cũng nông phẩm, sản phẩm của Nhật Bản mà đưa tới. Đó là một điểm thứ nhất. Các tỉnh Giang Tô và Cát Lâm cũng làm như vậy. Trong khi đó thì những cái nhà cầm quyền của những cái tỉnh này có nói rằng và có thúc đẩy rằng tất cả những cái phái đoàn của Trung Quốc mà đang bàn chuyện thương mại với lại các phái đoàn của Nhật Bản tới thì nên vắn tắt làm sao kết thúc được càng nhanh càng tốt, chứ không phải là kéo dài ra. Tức là coi như là sẽ mở cửa, không đặt những cái điều kiện khó khăn để cho các công ty của Nhật Bản có thể làm ăn được dễ dàng. Tại sao lại như vậy?
thì chúng ta thấy rõ ràng rồi. Tất cả những cái tỉnh này là những cái tỉnh trước đây là có một cái nền kinh tế phát triển, là bởi vì cái sự sản xuất của trong nước đang ở trong cái tình trạng gọi là phát triển. Nhưng mà đùng đến gặp đến cái cuộc chiến tranh thương mại với lại Hoa Kỳ và bị áp thuế như vậy, thì cái sự sản xuất của tất cả các công ty, các xí nghiệp ở trong của các tỉnh lớn thuộc và các tỉnh kỹ nghệ lớn của Trung Quốc đã phải chững lại. Và vì thế cho nên hàng hóa sản xuất ra không bán được. Không bán được thì vậy thì không lẽ bây giờ bắt dân chúng phải mua bằng cái giá cao. Vì thế cho nên dân chúng hoặc dân chúng của Trung Quốc đã thấy rằng là thiếu hàng hóa, họ đã không sản xuất nữa. Và vì thế cho nên thiếu hàng hóa, và những cái nhà mà cầm quyền của các tỉnh này thấy cần phải là nhìn về phía dân chúng để có thể mà đáp ứng được nhu cầu căn bản của người dân. Và vì thế họ đã sẵn sàng mở cửa để mời tất cả các công ty thương mại của Nhật Bản để mà đổ hàng vào ở đây. Thì có một cái điểm nhận xét chúng ta nhận thấy như này: hàng hóa của Nhật Bản liệu có đủ để cung cấp cho 1.3 tỷ người không? Thì chắc chắn là không rồi. À, bởi vì rằng là tất cả những cái hàng hóa của Nhật Bản á, nếu mà nói về vấn đề những sản xuất, về những hàng hóa mà thực phẩm hàng ngày á, thì cũng kể làm gì. Nhưng mà những hàng cấp cao cấp của Nhật Bản thì nó cũng liên quan đến Nam Hàn, liên quan đến nhiều các nước khác, Hoa Kỳ và Âu Châu chẳng hạn, những cái linh kiện. Thì vì thế cho nên là Nhật Bản cũng không thể nào cung cấp nổi. Và cho nên người ta kết luận rằng cái việc mà mua bán giữa Trung Quốc và Nhật Bản hiện tại bây giờ chỉ là cái cấp thời ngắn hạn để giải quyết cái mức thâm thủng và cái nền kinh tế đang suy trầm của Trung Quốc mà thôi. Và vì thế cho nên các nhà phân tích đã kết luận rằng Trung Quốc đang ngấm đòn thương chiến, và vì thế cho nên đây là những cái điều mà có thể thúc đẩy ông Tập Cận Bình nới rộng hơn tất cả những cái điều kiện mà ông Tập mà cố níu kéo lấy để trong cái cuộc thương chiến giành được cái chiến thắng đối với Hoa Kỳ, thưa giáo sư. Chúng ta thấy đây là một cái cách mà Trung Quốc muốn chuyển tránh được cái thiệt hại, là bởi vì nếu mua hàng của Mỹ thì bị cái thuế quan nó đánh trả, do thành ra phải giá cao. Do đó họ mới là chuẩn bị cho cái hàng của những nước khác. Và giống như là khi xuất cảng qua với Mỹ thì họ sợ Mỹ đánh thế, cho nên họ xuất cảng qua lòn qua một cái nước thứ ba. Thành ra hai cái mặt là chúng ta thấy. Và cái điều đó nói lên một cái điều là Trung Quốc nói rằng là nếu xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ mà kéo dài, thì họ nói rằng không phải chỉ có thị trường Mỹ mà họ còn có nhiều thị trường khác. Ý muốn nói là Á Châu, Nhật Bản, rồi các cái nước là EU. Và họ nói rằng họ đa phương hóa về cái vấn đề là giao thương. Thì đây mình đoán có thể là đó là một cái cách làm để mà tồn tại. Dầu cho trong tương lai mà Mỹ với Trung Quốc có thể thỏa thuận lại về vấn đề thương mại, thì họ cũng phải làm cái cách đó. Nghĩa là họ đa phương hóa, họ không có đi hết vào cái nước Mỹ. Rồi khi Mỹ mà họ chần cái là chết. Nè. Do cũng như không bán hết cho Mỹ mà họ bán nhiều nơi. Có thể nó khó hơn, có thể cái lợi tức nó giảm đi. Nhưng mà nếu tập hợp hết, bỏ hết trứng vào một cái giỏ thì rõ ràng là họ sẽ bị nguy hiểm. Do đó trong cái chiến tranh thương mại giúp cho họ có một cái lối thoát là họ đi ra những cái nước những khác đi. Và đó là Nhật Bản, trong khi Nhật Bản đang cần cái thị trường để bán. Và Nhật Bản đưa vào đó thì rõ ràng là Nhật Bản cho hàng vào thì cái thuế nó đâu phải như thuế Mỹ, bị thuế quan 25% đâu. Thành ra cái điều đó là cái điều mà hàng Mỹ mua Trung Quốc mua hàng Nhật Bản thì cũng không phải là cái hàng dở. Do đó chúng ta thấy họ đưa hàng ra nước ngoài họ bán, và họ mời những cái nước đó vào, thì có lẽ đó là một cái cách mà họ thoát ra khỏi cái chiến tranh thương mại tạm thời. Chúng tôi nghĩ như vậy. Rất cảm ơn khán giả. Chúng tôi hẹn tái ngộ vào ngày mai.